Hello to all my viewers. I have decided that this particular video I will be shooting mostly speaking Vietnamese because it's Vietnamese related content. But please do keep watching because you are definitely probably going to see something interesting in this video because I will basically be going to a Vietnamese restaurant and speaking to a lot of Vietnamese people who are there. Do keep watching, and as always I will have English subtitles in the video, so don't worry about that. Enjoy! Chào mọi người. Lâu lắm mình không quay video bằng tiếng Việt Nam. Nói tiếng Việt Nam đúng không? Hôm nay giống một ngày quá là đặc biệt các bạn ơi. Vì hôm nay mình đã tìm thấy trên mạng một cái quán ăn của người Việt Nam ở thành phố Joburg. Bây giờ thì mình đang giống một ga cao tàu hỏa ở thành phố Pretoria, quận Centurion này. Mình đang chuẩn bị đi ăn ở chỗ này, ở chỗ quán ăn của người Việt Nam. Hy vọng người ta có những món ăn đặc sản của người Việt Nam. Vì dạo này mình rất là nhớ nước Việt Nam. Và hiện tại mình đang ở thành phố Pretoria, giống thủ đô của đất nước Nam Phi. Bây giờ mình đang chờ cái tàu hỏa đi thành phố Johannesburg. Người ta nói sắp đến rồi. Xem này. Bây giờ đang ở chỗ này nhá. Đi chỗ này luôn. Đang đi chuẩn bị đi Centurion này luôn, nhưng mà bây giờ đang ở ga Centurion này mà đang đi cái này gọi là sentence. Ok, bây giờ các bạn ơi, mình đang trên tàu hỏa luôn. Cái tàu hỏa có đẹp không các bạn xem? Johannesburg rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải kiếm cái xe buýt đi Rivonia. Xe buýt này kia. Lên luôn xem. Cái xe buýt này các bạn có đi cái quán ăn, cái chỗ quán ăn này nhá. Mình phải lên để đi nhanh hơn. Bà, alright. Xin chào bạn. Đi khách giá sẽ bên trong ấy. Yeah, giá sẽ bên. Okay, các bạn sẽ xin bộ nút bài giá sẽ bên bạn nào. Các bạn đừng có YouTube bằng không nút bài. Bài giá sẽ bên trong. Yeah, it's arranged. Để mà đi vào bên bên giá sẽ bên. Hey, Alan. Yeah, Alan. What? Now I can go on. Thank you. Sure. Đi mà lên thấy bus à? Cái pin là cái chat cho tao bu mà cái gì? Có chat. Mau bu mà ai right? Oh, okay. Yeah. Thank you. Anh rồi. Quá là tốt bụng luôn các bạn ơi. Anh lái xe buýt này. Thì bây giờ mình đang mình phải lên xe buýt này vì cái xe buýt này là cách nhanh nhất đi chỗ quán ăn này. Bây giờ đang đi luôn, các bạn xem. Well, full time for now. I'm looking at my next travel destination. I'm only planning to be in South Africa until the second half of next month. I'm not sure if my viewers know that. Xin lỗi các bạn ơi, bạn này đang hỏi những thứ về tiếng Việt, về nước Việt Nam, thì mình phải giải thích cho anh này lý do mình chuyển đến Việt Nam và sinh sống ở Việt Nam 3 năm luôn, khoảng 3 năm luôn. Anh ấy muốn biết Việt Nam có cái gì đặc biệt không, có món ăn ngon không, kiểu đó. Bây giờ cái xe buýt này sắp đến cái chỗ này, cái quán ăn của Việt Nam rồi. Bây giờ mình phải xuống ở bên này các bạn ơi. Bà bạn giúp lên nữa. Thank you. Lại ra mà luôn. Ok. Xem nào. Chỗ kia. Các bạn có nhìn được không? Cái chỗ kia. Sài Gòn kia. Oh my god. Ok, xem nào.
qua đường như nào ấy. Qua đường ở bên này luôn. Ok. Bạn xem đường ở bên Nam Phi này. Ê! Mình sắp chết rồi. Chết. Cái thằng kia sắp mình sắp chết rồi luôn các bạn ơi. Mình phải cẩn thận đúng không? Đang đi chỗ này này. Cái xài của anh restaurant kia. À có massage luôn. Ngồi lên vào. Nhìn đấy. Sure. Mình phải chào những người bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Chắc là mình có thể ăn trưa này. Ăn trưa xong mình có thể làm cái massage. Cái massage cũng cần thiết. Vì mấy tuần trước này, lúc mình đang ở đất nước Thái Lan, mình có đi massage rồi thì mình không có đau lưng, không có đau đâu. Thì không cần cái massage đâu. Nhưng mà nếu người ta có cho miễn phí thì làm massage thôi. Nhưng mà nếu không miễn phí thì không làm luôn. Xem nào, cái chỗ này đang ở chỗ nào ấy. Ok các bạn ơi. Xem ở chỗ này có. Xem nào. Mình hy vọng ở chỗ này mình hy vọng có người Việt Nam ấy. Mình muốn nói Việt. Mình muốn nói tiếng Việt Nam hôm nay. Xem nào. Vào xem ấy. Oh my god. Cái gì? Đóng cửa hay là sao? À cái này là cái massage nhá. Chắc là có chỗ khác ấy. Chắc là có chỗ khác ấy. Cái này là cái chỗ massage này. Hi. Hello, you are Vietnamese. Không phải là, I just speak really. Ah, you can speak Vietnamese. Are you Vietnamese? Yes, I'm Vietnamese. Ah, I see you. You went the source from Vietnam and you speak Vietnamese. Ah, it's not as good as you, but it's okay. I'm looking for the restaurant. Are you going there? Yeah, I go. Oh, okay, good. Anh là chỗ massage sao? No. The restaurant in Amsterdam. Oh, okay. Okay. Where you from? Like Quê chị đang ở chỗ nào? Mình ở Hà Nội. Hà Nội à? Thủ đô luôn. Yes. Oh my god. Gặp người. Oh, okay. I'll just head upstairs then. Okay. It was nice to meet you. Gặp người Hà Nội luôn. Oh my god, quá là thú vị luôn các bạn ơi. À, Hà Nội. Người miền Bắc luôn các bạn ơi. Oh my god. Mà không biết sao nói tiếng Anh với mình. Mình muốn nói tiếng Việt Nam. Gặp người Việt Nam nói tiếng. Các bạn xem này. Các bạn biết không? Xem này. Đất nước ở Nam Phi chưa bao giờ dùng cái này. Không có ai dùng luôn. Lý do chắc là kiểu nhìn cái đó rất là nguy hiểm. Sài Gòn kia. Quán ăn Sài Gòn kia. Ok. Vào xem nhá. Vào như nào. Xem nào. Chắc là mình phải ấn cái này. Cái nút này. Dễ mà. Hi. Here to have some Vietnamese food. Do I need a reservation? Or? The booking, you want to have a sit down? Takeaway? I spoke to a Vietnamese person here. You see, this is all in Vietnamese. Go Hannah. Hannah? Yes. She here? Hannah, yeah. Sam, go Hannah, go Hannah. Các bạn cái chỗ này đẹp luôn. Bạn xem. Oh my god. Và cái này. Cờ Việt Nam luôn. Cái này. Cờ Việt Nam kìa. Rồi. Cổ Hanna ơi. No. I've been living in Vietnam for 3 years. And I just wanted to come to the restaurant and have some of the food. So.
muốn thử ăn món ăn của người Việt Nam ở chỗ này luôn. You go Việt Nam. À, mẹ sinh sống ở Việt Nam 2 năm, à, 3 năm rồi. 3 năm. 3 năm luôn. Oh. À, miền Bắc sau đó là miền Trung. Miền Bắc, cuối cùng là cuối cùng là miền Nam. Hà Nội, Hồ Chí Minh ở. À, Hà Nội không, à, miền Bắc em có một năm sinh sống ở thành phố Hải Dương. À, sau đó mình đã chuyển đến thành phố Vinh, Nghệ An, tỉnh Nghệ An. Oh. À, sau đó mình có khoảng một năm ở thành phố Sài Gòn. Thì nhưng mà mình học tiếng Việt Nam khoảng 2 năm rồi. Oh. Chỉ nói ok nhưng mà không bằng chị đâu, ok thôi. Cũng có kênh Việt, kênh YouTube, kênh YouTube có người Việt Nam theo có theo dõi cái kênh YouTube của mình. Thì mình muốn chia sẻ cái trải nghiệm này với những người ở bên Việt Nam, vì khá nhiều người không biết đất nước Nam Phi này có quán ăn của người Việt Nam, có món ăn của người Việt Nam. Thì mình chỉ muốn chia sẻ cái trải nghiệm này thôi. I'm just doing the favor for Aban to mean I'm not saying I understand. Oh, okay, what about the Zulu? Yeah. But when you first came here, you didn't understand the Zulu, right? No. Exactly. It's Zulu, it's Zulu, like, nesin devere from Zimbabwe. Ah, okay. Yeah. Okay. Into ever difficulty, like, kuma Zimbabweans, like, it's very, maybe it's Changani, Namayama languages, but it's Zulu, but it's the same. It's the same. Yeah. Interesting. But for these people, manja, it's... No, but it's not that. You know what you must do? The easiest way to learn, you need to copy them when they speak. So if she says something like, let's see, my Vietnam magazine. She says something like, "Để để em hỏi, chị là về miền Nam hay là người miền Bắc?" Miền Bắc. Miền Bắc. Miền Bắc nên she says something like, "Trời ơi, trời đẹp thế nhỉ?" Ôi, hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Like that, right? You don't really need to understand what that means. You just need to repeat after her. Right? That's all you need to do. Just repeat after her, right? So if she says, right? So if she says, "Trời ơi, trời đẹp thế nhỉ?" Then you just need to repeat after that, and you'll find out what it means later. Because you know what, right? Here's what I learned when picking up Vietnamese. They're gonna say certain things in a context, and then they're gonna take that what they said, and they're gonna say it in another context. The same thing. It's gonna be said in another context, right? But if you can't hear what they're saying and you can't say it, then you won't be able to pick up that they said it in this context as well. And then you use that context and this context to figure out what it means. But you need to be able to copy what they say exactly the way they say it. Right? The sentence that I just said now, that the one that they will say in the north, when they see weather that looks good, when the sun is bright and everything is beautiful, and they like, in the south, that sounds completely different. In the south, someone from the south will look at it and they'll say, "Trời ơi, trời đẹp dữ gì trời." Trời ơi, hôm nay đẹp dữ gì trời. Like that, right? But that's completely different. The accent now has changed. The pronunciation is different, right? And even that sentence, if I take that sentence and I say it with the northern accent, it's completely different. That like, you know, here in Saigon, we have some people from the south, some people from the north. Where? Here? Yeah. Some people from the south, some people from Saigon. Mm-hmm. Some people from the north, but we not from Hanoi. Ah, oh, okay, I see. Yes. Like we from what is this called? We in the middle. Ah, người miền Trung mà. Yes. Ah, miền Trung mà chỗ nào Nghệ An hay sao? Không, mình Thanh Hóa. Nhưng mà Thanh Hóa là Thanh Hóa đang ở Thanh Hóa cũng là miền Bắc nhưng mà gần quá là gần cái gần, vùng miền Nam Trung. Miền Trung. Gần miền Trung. Nhiều. Tức là đúng giữa mà. Miền Bắc với cả miền Trung. Chính xác luôn. Nên giống mà Nghệ An. Mình vẫn thấy tỉnh miền Trung cụ thể là cách nói của người ta ở Nghệ An chắc là phong phú nhất Việt Nam, kiểu vì người ta ở chỗ Nghệ An có thể hiểu hết dòng địa phương, dòng miền Nam, dòng miền Bắc, dòng hết luôn. Có thể hiểu cụ thể là có thể hiểu tỉnh Huế, khoa nhất Việt Nam luôn. nói mất các dấu luôn. Chị thế là sao? Cô tỉnh Huế có hiểu?
đôi khi mình cũng chẳng hiểu được người ấy. Người Việt Nam còn không hiểu được người Việt Nam nói gì. Làm sao người nước ngoài có thể hiểu được? Đúng rồi, chính xác luôn, chính xác luôn. Không thể hiểu luôn. Nhưng mà có người nước ngoài nói tiếng Việt Nam quá rồi luôn. Có một trang trại khác ấy. Anh ấy tên là tên Việt Nam gọi là Chris ấy. Nhưng mà Chris Lewis đấy. Nhưng mà tên Việt Nam nhưng mà Chris anh ấy đâu phải là người Nam. Đâu phải người châu Phi đâu. À đúng rồi, là người, anh ấy là người Mỹ. Nước khác, đúng rồi. Có rất nhiều, nếu mà nói về người nước ngoài thì rất nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về người châu Phi ấy thì đúng rồi. Thì mình chỉ biết có mỗi CJ quá là nổi tiếng luôn, nổi tiếng Việt quá thú vị luôn. Chào anh là người Việt Nam hả? Người Việt Nam. Oh my god, người miền Nam hay là người Bắc? Người Bắc à? Oh. xem gần Hà Nội. Thanh Hóa. Vâng, nhưng mà bạn biết đi là người Thanh Hóa thì thường người ta cũng sẽ nói chung là người ta không thích người Thanh Hóa lắm. Sao giải thích người Việt Nam muốn biết sao người Thanh Hóa sao người ta không thích Thanh Hóa, không người Thanh Hóa, giải thích cho người ta biết. Nhưng mà ở đâu cũng có người này người kia thôi, nói thì nói như vậy thôi. Mình vẫn thấy mình là một người sao một người hòa đồng mà có thể sống ở đâu cũng được. ở đâu cũng thế. À đúng rồi. Ở đâu cũng sẽ có người này người kia. Bạn đến Việt Nam thì bạn thích gì ở Việt Nam? Câu hỏi này rất là khó lắm. Đối với mình ấy, Việt Nam giống như thế nào ấy? Nước Việt Nam giống người yêu của mình. Nhưng mà bạn có bạn gái ở Việt Nam không? Thực ra chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có. Thế làm sao bạn có thể học tiếng Việt? Bạn đi học ở trung tâm hay là bạn ai nói dạy cho bạn hay như thế nào? Cái này là câu chuyện dài lắm. Em mà nói thật là kiểu mới học tiếng Việt Nam, lúc mình có cái cảm giác, cái cảm xúc muốn học, mình đã học bằng chữ cái ở trung tâm với những người đồng nghiệp hay là người cùng làm việc, người ta đã giúp mình quen với cái phát âm của người Việt Nam, những chữ này có phát âm như này, chữ này có phát âm như kia. Đôi lúc mình phải thử bắt chước một giọng nói khác, kiểu giọng miền Nam này, nhưng mà bắt chước cái giọng nói của người miền Trung với em rất là khó luôn. Mình thấy bạn nói tiếng miền Bắc mà. Bình thường mình nói tiếng miền Bắc, nhưng mà khá là nhiều người miền Nam nói kiểu ấy, cái thằng này nói tiếng Việt Nam quá rồi, nhưng mà phải nói tiếng miền Nam. Phải nói tiếng miền Nam, quên nói này. Chắc chắn người Việt Nam, bạn Việt Nam có theo dõi cái kênh của mình muốn biết sao chị chọn ở Nam Phi, sao không ở Việt Nam, hay có về quê. Nếu có về quê thì về quê mấy lần một năm kiểu đó, có thể giải thích cho. Thì lúc đầu mình cũng suy nghĩ giống như bạn khi ban đầu mình sang bên này, có suy nghĩ là mình sẽ đi trải nghiệm ở một đất nước mới, mình muốn tìm hiểu văn hóa của một đất nước mới, mình muốn xem là ở bên ngoài sẽ như thế nào. Tại vì mình ở Việt Nam, mình sinh ra, mình lớn lên ở Việt Nam. Khi mà mình lớn lên mình có cơ hội, tại vì cộng của mình là chủ của nhà hàng thì mình cũng muốn đi qua bên này, qua bên này xem là đất nước Nam Phi như thế nào. Rồi. Oh, nhưng mà chị đang ở Nam Phi mấy năm rồi? Ở Nam Phi được 4 năm rồi. Bốn năm trước Covid luôn. Đúng rồi. Yay, lâu lắm rồi. Thì mình có về Việt Nam được 2 lần. Mới về Việt Nam tháng năm năm nay luôn. Đúng rồi.
tháng không, mình về từ tháng 4, tháng 5. Mình về tháng 4, tháng 5 thì cuối tháng 5, đầu tháng 6 là mình qua bên này. Đó thì mình, thật ra thì mình sang bên Nam Phi này thì mình cũng chỉ đi làm ở đây thôi. Mình cũng chỉ đi làm ở đây thôi, mình cũng không có trải nghiệm thú vị nhiều. Thì mình cũng có đi một vài nơi. Đúng rồi, vì cuộc sống ở bên này cũng rất là đắt. Kiểu mất nhiều tiền đi chỗ này, chỗ kia. Việt Nam quá là khác nhau luôn. Mình có thể đi chỗ này đến chỗ kia bằng Grab, không mất nhiều tiền luôn, mất ít tiền luôn. Nhưng, taxi cũng có rất là nhiều. À đúng rồi, cũng có rất là nhiều. Nhưng mà taxi ở bên Nam Phi, cái hình taxi không bằng cái hình taxi ở bên Việt Nam. Vì ở bên Việt Nam, người dân không có cái cảm xúc nguy hiểm đâu. Nhưng mà ở Nam Phi khá nhiều người dân nếu có cái khác đi chỗ nào đó không đi taxi đâu, vì có nguy hiểm của người ta. Nhưng mà Việt Nam chưa bao giờ có nguy hiểm đâu. Nói chung Việt Nam an toàn hơn, tại vì sao mình cảm thấy ở bên này ấy, có rất là nhiều cái vụ, ví dụ như là kiểu họ tấn công bằng súng. Tấn công bằng súng à? Dạ, có kiểu nhà nước có cho người, có cho phép người có thể lấy cái súng, đúng không? Đúng rồi, ví dụ ở Việt Nam là không được phép sử dụng súng. Đúng rồi. Mà ở bên này thì người ta sử dụng súng một cách tự do. Đúng rồi. Là mình đứng đây nhưng mà cảnh sát cũng không có cái súng đó, chỉ là người lính chứ có không. Cảnh sát mình không có. Ở đây nhưng mà mình có thể thấy được người ta bắn súng ở bên kia, người ta bắn người khác ở bên trung tâm bên kia. Cái chuyện đó thì làm mình rất là kiểu mình rất là sợ ấy. Dạ. Như thế thì mình cảm thấy là ở Nam Phi nó nguy hiểm hơn, có đúng nhiều rồi. Vấn đề ở xã hội hơn, kiểu nó không đúng có rồi. Trật tự xã hội như là ở Việt Nam. Việt Nam thì rất là an toàn. Đúng rồi. Bạn có biết Quang Linh không? Quang Linh, cuộc sống ở bên châu Phi đúng không? Quang Linh. Bạn đấy là người Việt ở bên châu Phi rất nổi tiếng. Nước nào? Angola đúng không? Angola đúng rồi. Mình phải nói một điều, ở bên Nam Phi, Nam Phi thì có thời tiết rất là đẹp. Đúng rồi. Bạn biết không? Có đẹp hơn Việt Nam không? Có cái thời tiết có đẹp hơn Việt Nam không? Thời tiết quá là thích luôn. Phải nói thời tiết quá là thích luôn. Nhưng mà trong mùa đông thì sao? Mùa đông thì cũng không lạnh bằng mùa đông ở miền Bắc. À đúng rồi, miền Bắc nó gần hơn Trung Quốc thì đôi lúc có tuyết. Tại vì miền Bắc ấy, khi mà trời lạnh thì sẽ rất là lạnh và buốt, không có nắng và có, nói chung là thời tiết ẩm. Nên là thậm chí lại còn có mưa phùn nữa. À đúng rồi, nên là rất là đi áo mưa. Ở bên Nam Phi mùa đông lạnh, thời tiết có thể rơi xuống âm 1 độ 0 độ. À chính xác. Nhưng mà vẫn có nắng. Vẫn có nắng nên là mình cảm giác nó ấm hơn, nó dễ chịu hơn. Nhưng mà so sánh với mùa đông ở miền Trung và Nam, vì ở miền Nam chưa có lạnh. Sài Gòn đâu có lạnh. Sài Gòn chỉ có mùa mưa với mùa nắng thôi, mùa hè và mùa mưa thôi. Nên là còn mùa hè bên này thì không nóng như Việt Nam. Chắc chắn rồi. Đúng rồi. Mùa hè thì quá nóng, còn mùa đông thì quá lạnh. Nhưng bên Nam Phi này thì sao? Nóng nó vẫn nóng. Nóng thì thời tiết vẫn nóng nhưng mà vẫn mát mẻ, vẫn dễ chịu hơn. À đúng rồi. Các bạn có nghe không? Vì có người hỏi mình sao già đến thế. Chắc là Nam Phi nóng không nóng đâu các bạn ơi. Người Việt Nam thì họ nghĩ rằng là ở bên Nam Phi thì chắc là thời tiết phải nóng lắm. À, thậm chí có thể lên 50 độ hay là quá nóng. Nên là mọi người mới ra mới đây như thế, đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Gần như là cái suy nghĩ của mọi người ở Việt Nam đều là suy nghĩ như thế. Nhưng mà thực chất đâu phải đâu, thời tiết bên này quá thoải mái, quá là mát mẻ, quá là thích luôn.
Đó, thế chưa? Ở Nam Phi ở bên ở dưới Cape Town á thì thời tiết nó sẽ lạnh hơn một chút so với Johannesburg. À, tại vì đó là thành phố biển. À đúng rồi, thành phố biển. Mình đã đi Cape Town được 3-4 lần rồi. À. Và đặc biệt trải nghiệm ở bên sang bên Nam Phi này chắc chắn là mọi người phải tới núi Vàng. Mọi người phải lên núi Vàng. À. Tại vì núi Vàng là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. À. Thì vừa mới chúng có rất là đẹp, rất là đẹp. Ra mình chưa có cơ hội đi lên Table Mountain, không biết sao, chắc là vì mình không quan tâm lắm. Nhưng bạn mà giống như là bạn là người Nam Phi đúng không? Bạn sẽ rất quan tâm khi mà bạn đến Việt Nam. Bạn dạ, sẽ rất xác, quan tâm ở chính xác vì là trải nghiệm mới. Đúng rồi. muốn đi, muốn thử cái này, muốn thử cái kia. Oh my god. Nhưng mà vào nước mình ở chán nữa.